Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Ukraine nóng ruột về tài sản đóng băng của Nga. Bloomberg đưa tin các quan chức Ukraine đang lo ngại về sự chậm trễ trong việc hoàn tất thỏa thuận liên quan tới tài sản bị đóng băng của Nga. Thỏa thuận trên, nếu hoàn tất, sẽ mở khóa 50 tỷ đô la Mỹ bằng cách khai thác lợi nhuận từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga RCB đang bị đóng băng dựa trên thỏa thuận của nhóm G7 hồi tháng 6. Khoản tiền này dự kiến được chuyển cho Ukraine vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, kế hoạch bị chậm trễ do các yêu cầu từ phía Mỹ, Washington lo ngại Liên minh châu Âu-EU cần phải gia hạn lệnh đóng băng tài sản 6 tháng một lần, cùng với các lệnh trừng phạt rộng hơn nhắm vào Moscow. Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ, Washington muốn có sự đảm bảo từ các đồng minh rằng tài sản của Nga sẽ bị phong tỏa cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình công bằng và Moscow phải bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra. Ngoài ra, Hungary cũng ngăn EU chuyển tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine. Khoản tiền trên sẽ hỗ trợ đáng kể cho Ukraine khi cuộc xung đột đã kéo dài hơn 7 năm. Kiev đang tìm cách chặn bước tiến mạnh mẽ của Nga ở phía đông, trong khi chuyển nguồn lực sang mặt trận mới ở tỉnh Kursk, phía tây nước Nga, sau cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8. Ukraine yêu cầu các bên liên quan phải đưa ra quyết định vào tháng 9 giữa lúc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cần đảm bảo việc đáp ứng các yêu cầu về ngân sách của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 21 tháng 8, chúng tôi cần một cơ chế thực sự. Các cuộc thỏa thuận đã diễn ra quá lâu và cuối cùng chúng tôi cần một quyết định. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết, công việc vẫn đang được tiến hành và sẽ cần thêm các cuộc thảo luận trong những tuần tới. Các đồng minh của Ukraine đã đóng băng tài sản của RCB, phần lớn được nắm giữ ở châu Âu sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022. Phương Tây đã yêu cầu sử dụng khoản tiền này để bồi thường thiệt hại và giúp tái thiết Ukraine sau xung đột. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 23 tháng 8 thúc giục Tổng thống Zelensky ngồi lại đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Lời kêu gọi được đưa ra khi ông Modi tới thăm Kiev. Con đường dẫn đến giải pháp chỉ có thể tìm thấy thông qua đối thoại và ngoại giao. Chúng ta nên tiến theo hướng đó, không nên lãng phí thời gian. Cả hai bên nên ngồi lại với nhau để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, ông Modi phát biểu tại Kiev. Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng Ấn Độ sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong mọi nỗ lực hướng tới hòa bình, ngay cả cá nhân tôi. Sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ấn Độ, ông Zelensky cho biết, điều quan trọng đối với chúng tôi là Ấn Độ vẫn cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và ủng hộ chính quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Ukraine liên tiếp nhận tin vui vũ khí từ phương Tây. Cộng hòa Séc, Đức và Thụy Điển cùng lúc xác nhận viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang thực hiện chiến dịch ở vùng kết của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Cernokova hôm ngày 20 tháng 8 cho biết họ sẽ sử dụng tiền lãi từ có được tài sản đóng băng của Nga để mua đạn dược cho Ukraine. Các nước châu Âu đang nắm giữ khoảng 2/3 trong tổng số khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản Nga bị đóng băng kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine cuối tháng 2 năm 2022. Liên minh châu Âu EU đã đưa ra quyết định. Quyết định này sẽ cho phép chúng tôi mua hàng trăm ngàn viên đạn cỡ lớn rất cần thiết cho Ukraine, bà Cernokova viết trên mạng xã hội X. Bộ trưởng Cernokova nhấn mạnh rằng quyết định sử dụng tiền lãi từ tài sản của Nga bị đóng băng để mua vũ khí là một bằng chứng khác cho thấy sự tin tưởng của đồng minh đối với Cộng hòa Séc và sáng kiến cung cấp đạn dược mà nước này đưa ra. Mặc dù ban đầu đặt mục tiêu cung cấp 800.000 quả đạn pháo trong năm nay, song Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Jan Lipavsky hồi đầu tháng 7 nói với Kiev Independent rằng số tiền cam kết hiện tại chỉ đủ mua 500.000 quả đạn pháo. Không chỉ Cộng hòa Séc mà Đức cũng cam kết sẽ cung cấp thêm 4 hệ thống phòng không IRIST cho Ukraine trước cuối năm 2024. Phát ngôn viên của chính phủ Đức
Wolfgang Bodner hôm ngày 19 tháng 8 tuyên bố rằng Berlin sẽ cung cấp cho Kiev 4 hệ thống phòng không IRIST bổ sung với nhiều tầm bắn khác nhau vào cuối năm nay cho Ukraine. Ngoài các hệ thống IRIST, Đức cũng sẽ cung cấp 10 pháo phòng không tự hành Seabird, 16 lựu pháo tự hành, 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, máy bay không người lái UAV, hàng ngàn quả đạn pháo và đạn dược xe tăng. Dự kiến năm 2025, Đức sẽ cung cấp 20 lựu pháo tự hành, 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 37 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, 5 pháo phòng không tự hành Seabird, 6 hệ thống IRIST bổ sung và hàng nghìn quả đạn pháo và đạn dược bổ sung. Phát ngôn viên Bodner cho biết, Thụy Điển cũng mang tin vui đến cho Ukraine với việc đã giao hàng viện trợ gồm nhiều xe bọc thép chở quân Panzerbrigade 302 cho Kiev. Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức phê duyệt việc triển khai loại xe này cho lực lượng vũ trang của mình. Quyết định này được đưa ra sau thông báo của Stockholm hồi tháng 5 về việc cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine, tổng cộng là 75 tỷ krona Thụy Điển, 7,3 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm. Là một phần của khoản viện trợ này, Thụy Điển đã xác nhận việc chuyển giao 239 xe VBV-302 cho Kiev. Thiết giáp chở quân VBV-302 được phát triển vào những năm 1960 bởi tập đoàn Hägglund & Söhne. Quân đội Thụy Điển đưa xe này vào biên chế từ năm 1966, trước khi loại biên năm 2014. Mặc dù thiết giáp chở quân Panzerbrigade 302 đã cũ, nhưng được đánh giá vẫn rất hữu ích cho Ukraine. Tin vui viện trợ dồn dập đến với Ukraine trong bối cảnh họ vừa mở cuộc tấn công xuyên biên giới táo bạo vào vùng kết của Nga và tuyên bố đã kiểm soát được nhiều vùng lãnh thổ nơi đây. Nga tố Ukraine tấn công phà đường sắt, đánh cháy tàu nhiên liệu. Hãng tin RIA Novosti cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công phà đường sắt tại cảng Kapka, vùng Krasnodar của Nga hôm ngày 22 tháng 8. Các cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp địa phương nói với RIA Novosti rằng vụ tấn công bằng tên lửa được cho là đã gây ra một đám cháy lớn và một đoàn tàu chữa cháy đã được điều động tới hiện trường. Lãnh đạo quận Temriuk, nơi đặt cảng Kapka, viết trên kênh Telegram rằng con tàu mục tiêu chở 30 thùng nhiên liệu. Ông nói thêm, 12 đội cứu hỏa và 3 đội cứu thương đang làm việc tại hiện trường. Theo kênh Telegram của cơ quan điều phối hoạt động Krasnodar, hơn 100 người tham gia dập tắt ngọn lửa, trong đó có 43 người từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga. Cùng ngày 22 tháng 8, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleksiuk cho biết họ đã tấn công một mục tiêu ở khu vực kết miền Tây nước Nga bằng bom lượng GBU-39 có độ chính xác cao của Mỹ. Một trạm chỉ huy máy bay không người lái, một đơn vị tác chiến vô tuyến điện tử, thiết bị, vũ khí đã bị tấn công. Ông Oleksiuk thông báo trên Telegram, đồng thời chia sẻ đoạn video quay cảnh vụ tấn công xảy ra lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8 giờ địa phương. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sersky ngày 20 tháng 8 tuyên bố lực lượng Ukraine đã tiến sâu khoảng 28 đến 35 km vào khu vực kết. Khi đến thăm các khu vực biên giới của Sumy ngày 22 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay lực lượng Ukraine đã kiểm soát một khu định cư khác của Nga ở kết cũng như bắt giữ nhiều tù nhân Nga hơn. Trong một diễn biến liên quan, Nga đã triển khai một đơn vị mới lạ tới vùng kết của nước này, đồng thời ném bom lượng xuống nơi lực lượng Ukraine đang kiểm soát ở nơi đây. Bộ Quốc phòng Anh trích dẫn một báo cáo của hãng tin điều tra Vanier History của Nga cho biết một đơn vị chuyên biệt mới của Nga đã được triển khai đến vùng kết. Trong thành phần có cả binh sĩ từng vận hành radar cảnh báo sớm. Điều cho thấy có khả năng quân đội Nga trong tình trạng thiếu hụt nhân sự liên tục. Bộ Quốc phòng Anh nhận định cho nên họ phải tiếp tục phát triển các đơn vị mới và tuyển thêm binh lính để duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Ukraine bất ngờ mở cuộc tấn công xuyên biên giới đầy táo bạo vào vùng kết của Nga hôm ngày 6 tháng 8. Cho tới thời điểm hiện tại, phía Kiev tuyên bố đã giành được nhiều khu định cư nơi đây. Ukraine cũng đã phá hủy 3 cây cầu dân sự bắc qua sông Sem thuộc khu vực kết. Quân đội Nga sau đó đã bắt cầu phao qua sông để đưa hàng tiếp tế vào, nhưng cũng bị phía Ukraine phá hủy hôm ngày 21 tháng 8, theo Kiev Independent. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tình hình ở khu vực kết vẫn rất nóng bỏng. Nga đã tiến hành ít nhất 17 cuộc không kích và ném 27 quả bom dẫn đường xuống kết vào ngày 21 tháng 8. Lầu Năm Góc nhận định hiện tại cả Ukraine lẫn Nga đều không đủ lực để tiến hành các cuộc tấn công lớn. Trong khi đó, trong chuyến thăm Moldova hôm ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết
Ukraine đã chuẩn bị cuộc tấn công vào kết của Nga rất bí mật và không tham vấn Berlin. Ukraine đã chuẩn bị chiến dịch quân sự ở khu vực kết một cách rất bí mật và không trao đổi với bên nào. Thủ tướng Scholz nói và nhấn mạnh đây là chiến dịch rất hạn chế về mặt không gian và có thể là cả thời gian. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!